Chào mọi người, rất vui được mọi người và các bạn trở lại xem kênh Trần Lâm Nguyễn. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 12. Thì toàn thể thế giới họ đón chào Noel. Hôm qua thì mình mới từ Hà Nội mình vào Sài Gòn. Thì mình về đến Sài Gòn là đến nhà mình á là khoảng 8-7 giờ rưỡi tối. Nên cũng hơi mệt một chút, tại vì hôm qua mình đi từ hotel từ 10 giờ sáng mà cho đến 8 giờ tối, đường kẹt xe rất là mệt, mà kể cả trên chuyến bay đó, tức là không có chỗ để hạ cánh, cứ bay vòng trễ mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì hôm nay trưa nay thì 24 mình với vợ chồng người bạn đi ăn bánh cuốn Tây Hồ, rồi xong xuôi mình sẽ đi ra ngoài Sài Gòn xem Sài Gòn như thế nào. Thứ nhất, thứ hai mình đi coi tour nào hay rồi mình sẽ đi tiếp. Vậy mời mọi người đi theo chân mình. Đây là cái cửa tiệm trà sữa TT, họ mới khai trương hồi tháng 5 22. Thì mình có về đây, mình có ăn, có uống sữa, mua đồ ăn ở đây. Thì mình nghe ở đây họ có cho mướn phòng lần trước mình về đó, mình cũng dự định là giới thiệu cho bạn bè xem như thế nào. Bây giờ mời mọi người vô trong xem cái cửa tiệm TT như thế nào nhá. Đây, cái cửa tiệm TT này rất là dễ thương. Đó, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà bán rất là nhiều món ngon. Mướn thằng cô để dễ đi chơi. Mình dự định hỏi mướn phòng ở cái cửa tiệm bán trà sữa Trân Châu gì đó. Thì họ cho mướn dài hạn chứ họ không cho mướn tuần. Đó, mình ghé thăm mình cho mọi người coi như vậy thôi. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở đường ngã tư Đinh Tiên Hoàng với là Điện Biên Phủ. Cái con đường này lúc nào cũng tấp nập, rất là vui. Đây là cái clip video đầu tiên mình ở Sài Gòn nhá. Mình mới từ Hà Nội vào. Là sau khi mình đi từ Pháp thì mình ghé Hà Nội mình chơi một tuần ở đó, 8 ngày. Rồi sau đó vô đây ăn Noel với Tết Tây, Tết Ta. Đây là ngã tư Điện Biên Phủ với lại Đinh Tiên Hoàng. Nghe tiếng còi quen thuộc, mặc dù là rất lớn nhức đầu nhưng mà thiếu cái âm thanh này là không được. Hiện tại bây giờ mình đã đứng trước cửa tiệm bánh cuốn Tây Hồ. Ở đây là họ đã làm sẵn sàng hết rồi, là chỉ có bốc xếp và thôi. Đó, như là giá họ làm nguyên một cái rổ giá rất là lớn. Bánh cuốn thì họ đã làm sẵn sàng ở bên trong đây. Còn anh này là anh chủ tiệm. Chào anh. Có một lần mình về Việt Nam á, thì mình thường xuyên mình ăn sáng ở tiệm bánh cuốn Tây Hồ này. Mình mê cái món bánh cuốn ở đây, rất là ngon. Mỗi một đĩa chả như vậy có một phần chả có giò với quế. Mình rất mê cái món bánh tôm ở đây, rất tuyệt vời. Hôm nay chuyến đi chơi lần này là mình chỉ có vợ chồng mình với lại vợ chồng người bạn thôi, là 4 người. Đó là còn những người bạn nữa nhưng mà hôm nay thì họ bận việc không thể nào đi chơi chung được. Đây là bữa điểm tâm sáng đầu tiên ở Sài Gòn. Đây là cái bảng giá cả của tiệm bánh cuốn Tây Hồ. Hình như hè mình ăn bánh cuốn một phần là 48.000, lần này họ lên tới 4.000. Thì hầu như là mỗi một món lên 4.000 đồng theo giá cả thị trường. Bây giờ mình sẽ kêu taxi để đi Vinasun để tới Việt Travel, Việt Travel để tìm coi có cái tour như thế nào. Bây giờ là 11 giờ rưỡi.
ở trước quán bánh cuốn Tây Hồ. Hiện tại bây giờ mình đang ở trong xe taxi ở trên đường Đinh Tiên Hoàng. Xe sẽ chở mình đến công ty Việt Travel để ông xây nhầm mong về vấn đề đi tour ở Campuchia. Hiện tại bây giờ mình đang ở trên đường Hiền Vương cũ, tức là đường Võ Thị Sáu. Tới đường Phạm Ngọc Thạch. Với những hàng cây ở bên trên trước mặt mình đây vẫn tươi tốt. Nhìn rậm rạp, nhìn rất là thích mắt. Đây là công trường chiến sĩ. Mình vẫn đi hướng là Phạm Ngọc Thạch nha, để hướng sang nhà thờ Đức Bà đây. Nhà Đức Bà đây nha. Ông sẽ là vậy. Nhà đang sửa đó. Đến nhà sửa cũng chưa xong, còn lâu lắm. Vẫn là đường Duy Tân. Đường Duy Tân cây dài bóng mát. Sau ít phút thì anh Tài anh đưa mình đến Viettravel. Bây giờ mình đi vô trong trung tâm của Viettravel để hỏi thăm vấn đề tour như thế nào. Không biết họ cái này họ làm gì đây. Chúc mừng thành lập công ty. Sao vậy bạn? Tết đi phim với tít phết. Hôm nay mình đến Viettravel để hỏi vấn đề vé đi Campuchia. Thì công ty Viettravel họ đang làm được kỷ niệm lại cái ngày thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi đó, mình không biết. Mình thấy ở đây họ trưng bông hoa rất là nhiều. Vừa vào công ty thì mình thấy có một cái chậu lan rất là lớn, rất là đẹp. Công ty lữ hành du lịch Viettravel, Viettravel, Pasteur. Khamon với lại bà xã mình cùng với chị Hạnh đang tìm hiểu những cái tour đi du lịch ở Viettravel họ tổ chức như thế nào. Thì dự định là mình sẽ đi Campuchia, đi Đài Loan và cũng có thể là mình đi Đại Hàn. Nhưng mà chưa biết cái tour ở đây họ tổ chức có trùng vững cái ngày của mình dự định đi hay không. Công ty lữ hành du lịch Viettravel rất là lớn nha. Mình thấy bureau ở đây nhân viên họ cũng rất là đông. Mà bây giờ là cái giờ nghỉ trưa nên mình thấy nhân viên không được nhiều cho lắm. Ba người đang chăm chú để đi tìm tour coi giá cả. Được thì có thể là mình đặt luôn. Còn nếu không thì phải chờ đợi thêm có anh Khải với chị Thùy nữa. Dự định là đi chung thêm mấy người nữa. Ở đây thì mình thấy họ có đề những cái tour đi Nhật Bản rất là hay. Mình thì mình cũng rất thích đi Nhật Bản lắm, bà xã cũng vậy cơ. Nhưng mà đi tour ở lại Nhật Bản kìa. Còn ở Nhật Bản thì mình đã đi được 3 lần rồi. Và những cái lần mình đi Nhật Bản á, mình đi bằng du thuyền. Nên mình không được lưu lại ở ban đêm. Thì đến tối là mình phải lên thuyền là đi ra ngoài, đi đến một cái nước khác. Chính vì vậy mình cũng rất thích ở lại tối ở bên Nhật Bản để xem cái cuộc sống bên đó về đêm mới rất là hay hơn. Mình hy vọng là sẽ có một ngày đó mình sẽ ở đến Nhật Bản. Chuyến du lịch đi về Việt Nam ăn Tết lần này thì mình đã dự định đi miền Trung cũng gần 2 tuần lễ và đã đặt vé, đặt hotel xong xuôi hết rồi.
Vì vậy bây giờ mình đi đặt thêm tour nữa để sau khi đi về xong xuôi sẽ đi tiếp. Nhưng mà không biết có được như ý hay không đây nữa. Sau khi tham khảo giá tour và là những tour nào mình có thể đi được thì lần sau mình sẽ trở lại với anh Khải và chị Hương, chị Thủy để đặt cọc. Hôm nay cả gia đình mình đi đến đây là đặt tour, đi dự định là đi tour Campuchia và lại đi Lào. Thì ở đây mình thấy trồng cây rất là nhiều, được hoa tặng là mình hỏi. Thì ngày 20 tháng 12 là ngày kỷ niệm thành lập công ty. Thì thành lập công ty như vậy họ có những cái ngày được giảm giá 50% cho người thứ tư. Là ngày mai là ngày cuối cùng. Mà trong group của mình á, là có 4 người hoặc là 6 người thì sẽ được bớt được 50%. Nhưng mà để coi như thế nào cái đã. Đây vô tình mình đi ngang qua cái cây xăng. Thì hiện tại cái giá cả cây xăng được niêm yết ở trên cái bảng này đây. 21.830, 19.970 và 23.580. Ở cái thời điểm này á, thì giá xăng dầu ở bên Pháp rất là mắc, từ 2 euro hoặc trên 2 euro một lít xăng một dầu. Bây giờ hai vợ chồng mình đang đi về hướng Dinh Độc Lập. Đây là công viên Thống Nhất xưa đây. Trước mặt mình bây giờ là Dinh Độc Lập và công viên Thống Nhất. Hiện tại bây giờ mình đang nằm ở đường Hàn Thuyên với lại công trường công xã Paris. Nơi đây có cái nhà thờ Đức Bà, họ đã sửa chữa được nhiều năm rồi. Nhưng mà cho đến năm 22, cuối 22 mình cũng chưa thấy họ sửa cho xong. Chắc cái này cũng phải cầu thêm 2-3 năm nữa. Vas-y. Bây giờ mình đi qua hướng Bưu điện Sài Gòn. Chị Hạnh và Kha Môn rất là thích thú khi ghé thăm Sài Gòn. Trước mặt mình đây là tượng Đức Mẹ. Ở khu vực này mình thấy cũng rất là nhiều du khách ngoại quốc. Họ đến đây họ chụp hình du lịch tại Việt Nam. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước bưu điện thành phố, bưu điện Sài Gòn. Bây giờ mình mời các bạn đi vào bên trong bưu điện xem bưu điện của năm 2022 như thế nào. Tại vì lâu lắm rồi mình cũng đến Sài Gòn thường xuyên nhưng mà mình không có ghé thăm bưu điện. Thì chuyến này mình về lại có người bạn, họ rất thích đi xem những cái di tích cổ xưa của trước 75. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Vừa vào trong bưu điện thì bên tay phải mình có những cái gian hàng họ bán ở phía trên. Nhưng mà lúc đó để một hồi mình tham quan sau, bây giờ mình đi vô trong trước cái khu vực sảnh của bưu điện. Đây là khu vực gọi phone đây. Ở đây mình thấy rất đông du khách ngoại quốc. Rất đông. Nhưng mà mình thấy du khách ngoại quốc rất là đông. Ngày hôm nay mình thấy người Việt mình cũng không có đông lắm ở khu vực này. Bây giờ mình quay hướng từ bên trong bưu điện mình quay ra ngoài. Đây trước mặt mình đây là cái quầy bán đồ lưu niệm.
mà ở đây mình thấy nón lá rồi những đồ thủ công mỹ nghệ cũng rất là hay. Bà xã mình nãy giờ đi cũng thấm mệt rồi hay sao, vô trong đây là chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi. Còn mình đi vô trong đây mình tham quan cái khu vực họ bán những cái đồ thủ công mỹ nghệ đây, những cái đồ lưu niệm. Khi mình bước chân vô trong lưu niệm thành phố thì mình thấy hai bên là có hai những cái gian hàng như thế này. Và mùng tê. Bây giờ mời mọi người tiếp tục theo chân mình nha. Đây là khu vực Thâu Ngân, họ bán những cái tranh sơn mài rất là nhiều. Đứng đây tôi nhìn vào tôi thấy toàn cảnh. Dĩ hỏi coi viên. Đây mọi người có thể đi du lịch chung với mình được rồi đó. Ở đây bán những cái gì là mọi người có thể thấy rõ ràng. Đây là những cô gái Việt Nam Trung Bắc. À, có những cái cà phê phim. Cũng như là có những cái đồ tạc tượng bằng gỗ đây, thủ công mỹ nghệ. Đây mình thấy bây giờ ở bên trong những cái đồ thủ công mỹ nghệ cũng na ná như nhau đây, cái đồ thổ cầm này cũng có đây. Đã đến đây rồi thì thôi mình quay luôn một lúc hai bên cho các bạn xem. Những cái bức cảnh xa cừ mình thấy rất là đẹp. Đây là Phước Lộc Thọ đây. Mình thấy ở bên đây và bên kia cũng giống nhau, bán những cái đồ phim, cà phê, rồi tranh, ảnh, đồ lưu niệm, rồi mũ, nón, bình hoa. Đây mình tiếp tục mình quay tới cho các bạn xem đây. Đây là có những cái hình ảnh đây, những cái đồ hình chú tiểu rất là dễ thương. Đó. Biểu tượng những cô gái Việt mặc áo dài buôn bán bưng đây, buôn gánh bán bưng. Bên đây là những cái bức những miếng gỗ họ được điêu khắc thành voi, trâu, bò gì đó, với là những cái cụ được trưng bày ở phòng khách cũng rất là đẹp. Còn ở đây họ làm cái thú nhồi bông mà những cái con thú nhỏ thôi. Đó, mình đi sâu vào bên trong một chút. Coi như ở bên trong đây thì mình thấy vắng khách rồi. Đây là những cái ví nhỏ và những cái mũ nón như mình nói hồi nãy đây. Đó, mũ nón Việt Nam, Sài Gòn. Bây giờ mình rời bưu điện thành phố, mình đi lên trên khu vực Tự Do. Chị đi lộn đường rồi. Đây là cửa trước của trung tâm Bangkok Center, là cửa chính đó. Trung tâm thương mại Bangkok Center. Cà phê hay lên chỗ nào? Chỗ hàng ăn hả?
Hôm nay thứ bảy du khách rất là đông. Tí đi đâu á? What the hell? Đúng rồi. Chỗ nó xa. Thứ bảy người Việt Nam mình đi vô trong những cái khu trung tâm siêu thị thế này rất là vui, rất là đông nha. Ở đây là mình thấy đa số là những người bạn trẻ không thôi. Hiện tại bây giờ mọi người đang ngồi uống nước ở Highland Coffee ở trung tâm thương mại Center Vancouver. Đây là hướng cà phê cộng. Họ decoration cũng rất là dễ thương. Ở ngay cái quầy nước của họ làm những cái dàn đèn rất là ngộ. Đây là lẩu băng chuyền đây. Kichi kichi, lẩu băng chuyền. Thì vô coi nè, vô coi có thể cái gì coi, coi không khác mình ăn. Tối nay mình ăn ở bên kia, bây giờ thì không khác mình ăn. Tiệm Pop and Roll mình đã ăn hè kia rồi, mình có ghé ăn đây 2 lần. Nhưng mà mình thấy nó cũng thường lắm, lúc đầu mình thấy nó lạ. Nhưng mà ăn theo cái gu thì nó hơi khó. Đó. Bây giờ mình đi lên bên trên. Đây là cửa tiệm Planet Sport. Thì nó muốn vô nó tham quan, nó kiếm coi có được đôi giày nào đẹp thì nó mua. Chị Hạnh với Ti thì ngồi chờ ở ngoài. Xe xe. 6.000. Còn biên? 6.000. Ti nó coi rồi, nó nói rằng là ở đây bán mắc gấp đôi so với ở nước ngoài. Tại bây giờ mình vẫn đang nằm ở trong trung tâm thương mại Vancom Center. Bây giờ mà mọi người tiếp tục theo chân mình nha. Hôm nay coi như là buổi sáng mình đi công việc đặt tour. Thì sau đó mình ghé ở đây uống miếng nước nghỉ ngơi. Làm một vòng ở tour Vancom Center cho người bạn đi. Để cho người bạn người Lào. Người Tàu ở Lào ghé thăm Việt Nam để cho họ biết Việt Nam mình như thế nào. Bây giờ mình xin phép mọi người mình trở ra khỏi cái trung tâm thương mại này để đi tới chỗ Việt Travel để mình đặt chỗ đi, một là đi Campuchia, hai là mình đi Đài Loan. Bây giờ mình đang ở trên đường đi ra khỏi trung tâm. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip video này đây nha. Hẹn các bạn ở những clip video tiếp theo. Vì có hẹn với Khải với chị Thủy ở Việt Travel nên tất cả mọi người phải quay ngược trở lại để đăng ký tour. Rồi, bây giờ mình đã đến Việt Travel, công ty lữ hành du lịch đây. À, bây giờ mình vô trong đây mình đăng ký tour. Không biết cậu Hải nhà ta đến chưa nữa. Cậu Khải chắc là hy vọng là cậu ở bên trong. Coi như là nãy giờ các anh chị ở đây ngồi chờ Khải với chị Thủy lên thôi. Thì bây giờ chị Thủy chị lại kẹt, chị không đi Campuchia được, chỉ có các Khải đi chung mình. Thì Campuchia chị Thủy chị đi nhiều lần rồi nên chị không đi. Ghế hôm nãy cho cô 13, 14 rồi đấy.
coi như là bà xã mình với chị Hạnh quyết định đi ngày 14 tháng Giêng đi Campuchia 3 đêm 4 ngày. Rồi sau cái chuyến đi Campuchia thì đi đâu nữa thì hiện tại bây giờ mình cũng chưa có dứt khoát, bởi vì dự định cũng muốn đi Taiwan nhưng mà Taiwan thì đi sát ngày quá không được. Coi như là mọi người rất là cung to, rất là hài lòng khi đến Viettravel này đăng ký đi chuyến Campuchia. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.